Hello, xin chào các bạn đã tới với channel của Đức Minh TV. Đổ nước đi, nước bây giờ tức mồi luôn. Hèn chi mũi nó cắn mình, nó trời tối ngủ giải được kìa. Anh thử cho cái đâu rồi, thử đây nha. Không có đâu, đi đi khổ. Này, cái này cũng được. Chính xeo ở tàu xeo. Đúng tỉ luôn. Anh phải bỏ lưng lên. Cười như cái răng đi. Cái gì nữa? Không lo về nhà anh đi. Mày tính cái gì ấy, nhưng mà nhà mình cũng mua 2 ký sữa đồng rau. Không có gì. Anh bảo đi kia Costco đó. Ok, nó đi Costco đó. Mình ra chợ không có đến làm gì, mua gì. Ai nói nhầm, đi Costco. Giao về cắp rạng hay là cái lì hai chắc? Là đi chợ. Mua cái cành hai đi. Cái hai nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Hãy mình quay cái bánh cuốn. Quay bánh cuốn, giới thiệu bánh cuốn ông thầy. Là bánh cuốn 12 đồng. Bên này nè, đặt cuốn bên này nè. Bên này lít nè. Đã khỏe. Gì? 2 đồng rưỡi. Ta kể đi chứ. Hả? À. Thầy anh tặng cho chị xinh xinh à. Có tiêu lấy, có tiêu hay không tiêu, có cái có tiêu hay không tiêu nữa, có ghi đâu ghi đâu không biết. Thì hôm bữa ông thấy mà anh vậy, mà anh có tiêu hay không tiêu thì nó có anh xinh xinh à, bên đây xinh xinh rồi đi chị thấy không. Hôm bữa mình ăn cái này xinh xinh được. Ai biết thế, bữa mua xinh xinh thôi. Tao cầm 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 mình hàng giống nhau mà. Ok. Đây. Mua anh mang hàng thẻ không? Thấy có cái xíu này hay là không anh cà dê hay là cái xíu là không biết. Cái xíu này là tươi hơn mà. Ừ, đúng là cái này thôi đó. Rồi. Cho anh chúng này. Ok. Thôi. Có gì đó không? Có leo. Leo kìa. Có thể hay đây nè, kia. Đây nè.
hai đồng đây thôi. Gì không? Ừ, cái cây này nó cỏi nó giỏi nữa. Rồi ông chơi được gì kìa, có gì? Có chơi được 11 đồng tỷ. Dễ, tăng cái. Này mình nít xe điên. Nít xe điên là cứng cứng đó, nó gần hết rồi, mong nhà còn 2 cắn. Thấy nhỉ? Cứng không? Cứng. Ừ, nó đi. Ba thằng anh đó. Thôi với mẹ mọi lên xèo. Nhoi xoài. Nhoi xoài, chia rượu. Xoài nhà con quẻ đó. Hả anh đi. Ơ, nhưng mà em xem thấy có mình em ăn được không? Bữa mua cho nó, mua chuối đi. Chuối với tèo, nó ăn bưởi hả? Không, ăn bưởi không? Ừ, cái ăn thì ăn đi. Không. Em biết thường người ta nói trái xấu xấu thì nó sẽ ngon. Tùy em mà. Em cũng đưa đại đi, biết là ngon. Chuỗi đi. Thế mà anh chuối chuối thịt nem vậy có ngon không biết có 3-4 đồng rồi chuối rất ngon. Ba ký nè, rồi rồi nó 2 ký thấy nha, mọi bố béo mình nữa rồi. Nghe cho nước để đi xuống quanh bì á. Nó được 3 kính. Leo, quả leo đi. Cái gì? Ở đây bán bột men.
Xe nào đây bên quay một màu. Một màu một chưa. Mẹ nó quay không bảo thêm cái chai bánh cuốn nữa. Thôi hả? Khoảng xíu rồi, quay mấy giây thôi. Quay nhanh nữa hả? Không. Làm gì có quay nhanh, có để mang camera đi đâu. Đứng quay mặt chị nha. Quay quảng cáo. Bạn nghe quay quảng cáo ở chuyện ghê. Cái hành phi lên nữa đúng tuyệt vời. Yeah.